Hello, xin chào các em. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành với nhau xong về phần part 1 của TOEIC rồi. Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần part 2. Đó. Thì cái phần part 2 này được đánh giá là một phần tương đối quan trọng trong bài thi TOEIC. Thì chúng ta cùng nhau đi vào tìm hiểu. Vậy thì trong một cái chuyên đề này, cái đầu tiên chúng ta sẽ là những cái điều cần biết về part 2. Part 2 sẽ khác so với part 1 ở cái điểm như thế nào. Cái tiếp theo nữa đó là hình thức. Đấy. Vậy thì part 1 là tranh, thì part 2 là cái cách thể hiện cũng như cái cách làm bài như thế nào, thì đấy là phần hình thức. Cái phần thứ ba đó là dạng câu hỏi. Part 1 thì người ta chỉ đơn giản là các cái câu trần thuật mà mình chọn thôi. Thì part 2 là sẽ có những cái dạng câu hỏi. Vậy chúng ta cũng đi vào tìm hiểu qua xem dạng câu hỏi là cái gì. Và cuối cùng đó là chiến thuật làm bài. Đó, thì đấy là toàn bộ là những cái trong phần part 2 như thế này. Vậy chúng ta hãy đi vào cái phần đầu tiên, đó là gì nhỉ? Hình thức đấy, của part 2 nó là bao gồm những cái gì? Ok, thế thì đối với part 2 nó sẽ rất là khác so với part 1. Em lưu ý cho cô đó là part 1 người ta sẽ cho em một cái bức tranh. Sau đó người ta sẽ cho em 4 đáp án A, B, C, D để các em trả lời. Đó. Và các em sẽ nghe 4 cái đáp câu này để em làm được chọn được đáp án đúng. Thế thì khi các em kinh qua part 1 rồi thì em sẽ thấy một cái điều đó là có thể khi đi chúng ta không nhất thiết nghe được cả 4 câu nhưng chúng ta vẫn sẽ chọn được đáp án đúng. Bởi vì sao? Cái đầu tiên, tất cả các câu này đều là các câu đơn cho nên khá là dễ nghe. Cái thứ hai, số lượng từ trong một câu giới hạn. Cho nên là rõ ràng một câu rất nhiều từ với một câu ít từ thì câu nhiều từ nó phải khó nghe hơn rất là nhiều, đúng không nhỉ? Trong khi đó part 1 thường chỉ xấp xỉ 5 từ cho đến một câu trong một câu. Và cái thứ ba quan trọng hơn đó là các cái đáp án lại không liên quan đến nhau, độc lập với nhau. Đó. Thế thì các cái yếu tố đấy làm cho part 1 là phần rất là dễ ăn điểm. Thế còn đối với part 2 thì như thế nào? Thì em nhớ cho cô đó là như thế nào? Đó là không được in trên đề thi. Không được in trên đề thi. Riêng cái điểm này đã là một điểm rất là khó rồi. Em hoàn toàn, ví dụ đây là tờ đáp án. Đấy. Người ta sẽ cho em 3 đáp án A, B, C như thế này. Và người ta sẽ không in bất kỳ một cái gì. Em nghe xong, ví dụ em chọn được đáp án là A thì em chỉ cần tô đáp án, em phải tô đáp án A và như thế này. Đấy. Còn nếu em chọn đáp án B thì em tô đáp án B vào. Em nghe được đáp án C thì em sẽ tô đáp án C vào. Vậy thì cái điều đấy, cái đầu khó khăn đầu tiên đó là em phải trải qua, đó là sự tập trung. Nhưng em phải tập trung hơn rất là nhiều so với part 1. Part 1 thì mình có cái để mình nhìn vào, nhưng part 2 chúng ta hoàn toàn nghe chay luôn. Đấy. Và cái thứ ba nữa đó là gì? Nghe cả 3 đáp án đúng không? Để tìm ra câu trả lời phù hợp nhất. Thế có những bạn nói với cô là cô ơi thì bây giờ đi thi giả sử, đấy, có một câu hỏi và 3 câu trả lời. Em người ta sẽ đọc và em chỉ khoanh thôi, không có một cái gì được in ra cả. Và những bạn nói với cô là cô ơi, thì bây giờ ví dụ đi thi mà em không nghe được câu hỏi ấy, mà em nghe rất là rõ 3 câu trả lời, vậy em có trả lời được hay không? Rõ ràng câu trả lời là gì? Hoàn toàn không thể nào trả lời được, đúng không nào? Đấy, em phải nghe được rõ cái câu hỏi thì em mới trả lời được chứ. Vì sao? Vì tiếng nào cũng như thế, tiếng Việt cũng như thế thôi. Em không biết câu hỏi cái gì thì em không thể nào trả lời được, đúng không nào? Vậy cái điều đầu tiên đó là phải nghe rất là rõ câu hỏi đã, sau đó thì tìm ra câu trả lời. Vậy đấy cũng là một cái khó khăn hơn rồi nhá. Thì đấy là sơ qua về cái phần part 2 của TOEIC, về hình thức của nó. Ok, và em lưu ý cho cô đó là cái gì? Cái nội dung của nó đa số sẽ là một câu hỏi và 3 câu trả lời. Ví dụ what is your name? Tên của bạn là gì? Và người ta đưa ra 3 đáp án. Nhưng trong số lượng đấy thì cũng sẽ có những cái câu được gọi là câu phát ngôn nữa. Hôm nay trời nóng quá, đấy được gọi là một dạng câu phát ngôn. Đó. Thế thì số lượng câu sẽ là bao nhiêu? Là 25 câu. Đây là đối với format đề mới. Với đề cũ thì người ta sẽ là 30 câu. À, nhưng bây giờ với đề mới thì giảm xuống 25 câu thôi. Thì đấy là phần đầu tiên, đó là cái phần hình thức. Cái phần tiếp theo các em sẽ xem cho cô là cái dạng câu hỏi. Vậy thì trong part 2 sẽ có những cái dạng câu hỏi gì? Cái dạng câu hỏi đầu tiên là dạng câu hỏi mang tính chất là thông tin. Đấy. Câu thứ hai là câu yes, no, tức là câu có và không. Câu thứ ba là các cái dạng câu hỏi khác. Để chúng ta chia thành dạng câu lựa chọn này, câu hỏi đuôi này, câu yêu cầu này và câu trần thuật. Trong cái câu hỏi khác này sẽ bao gồm câu lựa chọn, câu hỏi đuôi, câu yêu cầu và câu trần thuật. Đó. Như vậy chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu thêm thế nào được gọi là câu hỏi thông tin, thế nào được gọi là câu hỏi có và không, và thế nào gọi là những cái câu hỏi này, thì chúng ta chuyển sang cái phần tiếp theo nhá. Nào, cái dạng đầu tiên được gọi là dạng câu hỏi thông tin. Thế nào được gọi là câu hỏi thông tin? Thì bao giờ cũng bắt đầu bằng W question hoặc là gì? How. Vậy thì những cái W question gì rất là quen thuộc đối với các em nhỉ? Ví dụ như khi ở đâu thì mình có where, đúng không? Khi nào thì mình có when, đúng không? Ai thì mình có who, đúng không? Tiếp theo nữa, cái gì mình có what. Câu hỏi lựa chọn mình có which. Đó, đó. Where, when, who, what, which. Và câu gì? Câu how. Đó.
Đó. Câu who này đôi khi người ta mở rộng ra, người ta có thể là by who. Đấy là các dạng W question. Đấy. Và bao giờ câu hỏi cũng sẽ luôn cung cấp một thông tin làm sao thích hợp. Lấy cho một ví dụ nha, em nhìn cho cô này. Ví dụ, who is the woman next to Joyce? Đúng không? Ai là cái người phụ nữ bên cạnh Joyce vậy? Thì đấy là cái câu hỏi mang tính chất là gì? Người. Và câu trả lời người ta sẽ nói là gì? She's new marketing manager, đúng không? Thì tức là cô ta là sao? Cô ta là cái người quản lý thị trường mới. Thì đây chỉ là cái câu trả lời đúng thôi. Và cô chỉ đang mô phỏng cho em cái dạng câu hỏi thôi. Còn chút nữa chúng ta sẽ đi sâu hơn để thông tin kỹ hơn về cái vấn đề này. Nhưng trong cái này em cứ nhớ nắm được cho cô đó là bắt đầu bằng một dạng W question nhá. Ok, thì đấy là dạng câu hỏi thông tin bắt đầu bằng W question. Thế còn câu hỏi yes và no thì như thế nào? Thì em nhớ cho cô nó có thể bắt đầu bằng một trợ động từ, một động từ khuyết thiếu hoặc một động từ to be. Đấy. Thì trợ động từ bao gồm những cái gì? Khi nào đi vào, cô sẽ có một bài giảng rất là kỹ đi vào cái phần này cho em nhá. Em cứ tạm nắm được cho cô đó là trợ động từ khuyết thiếu và động từ to be đã, được chưa nhỉ? Đấy. Câu trả lời có thể là yes, tức là vâng. Đấy. Hoặc có thể là không. Đấy. Và theo sau là một cái cụm mệnh đề để giải thích các thông tin đó. Cái này em hiểu như thế nào? Cô lấy cho em một ví dụ như sau. Em nhìn cho cô trên bảng. Ví dụ, is there a train to San Diego from this station? Được chưa nhỉ? Vậy thì câu này em nhớ cho cô cái động từ ở đây bắt đầu ở chữ is. Vậy thì đây chính là bắt đầu vào động từ to be. To be có rất nhiều, mà to be thì thứ nhất là ở hiện tại mình có dạng is, đúng không? Am là being, be with I, are, đúng không? Hoặc quá khứ mình có thể là gì? Was, hoặc là were. Đấy, như vậy động từ to be thì nó có khả năng bắt đầu bằng những cái từ như thế này. Vậy is there a train, đúng không? Có một cái chuyến tàu đến San Diego from this station. Cái từ station này có nghĩa là nhà ga hay không. Đấy. Bao giờ cái câu này mình phải dịch là hay không. Ví dụ như do you love me? Do you love me? Anh có yêu em không? Đấy. Hoặc là have you finished your homework yet? Đấy. Bạn đã hoàn thành bài tập hay chưa? Cho nên tất cả những câu này mình đều dịch là có hay không. Đấy. Có cái chuyến tàu nào đến San Diego từ cái nhà ga này không nhỉ? Đấy. Và câu trả lời nó là đây. Có khả năng bắt đầu yes. Không nhất thiết bắt buộc, nhưng thường người ta sẽ bắt đầu bằng yes để khẳng định là có không. Có. There's one leaving in an hour. Tức là có một cái, đúng không? Rời đi. Ở đây chúng ta có cụ in an hour, có nghĩa là trong một tiếng nữa. Đó thì đấy là toàn bộ cái câu yes và no. Đấy cho em hiểu ví dụ đã nhá. Ok, thế còn các cái dạng câu hỏi khác thì như thế nào? Chúng ta sẽ đến cái dạng đầu tiên, đó chính là câu hỏi lựa chọn. Vậy câu hỏi lựa chọn thì chúng ta sẽ có từ khi, chính là từ or, tức là hoặc. Rõ ràng thể hiện chữ hoặc là mang tính chất lựa chọn rồi, đúng không nào? Đấy. Và câu trả lời sẽ phải cung cấp các thông tin liên quan. Ví dụ như nào? Đấy. Và em lưu ý cho cô là riêng đối với cái câu lựa chọn này thì không trả lời bằng yes và no. Đây cũng là một cái mẹo rất quan trọng đối với cả các em làm bài. Vì sao? Bây giờ cô sẽ xử lý cho em nhé. Để em sẽ nhìn cho cô ví dụ này. Would you prefer fish or beef? Tức là bạn thích cá hay là bia? Rõ ràng đây người ta chỉ hỏi mình về ý kiến thôi. Và tại sao lại bị nhầm? Vì tất cả những câu hỏi lựa chọn thường bắt đầu bằng các cái thể hiện yes và no. Would you like? Đấy chính là thể hiện would you prefer, bạn có thích hơn không. Cho nên đôi khi các em hay bị nhầm lẫn và hay bị lừa. Đấy. Và khi em nghe những cái câu này, em thường nghe một phát, em không cần nghe về sau, em chọn ngay những cái câu trả lời yes và no. Và đấy là em đã bị lừa rồi. Khi người ta hỏi là bạn thích cá và bia thì em phải nêu được cái quan điểm của mình. Nó sẽ có những cách thể hiện. Một là nhắc lại một trong các đáp án này. Đấy. Hai là không chọn đáp án nào. Ba là cái gì cũng được. Bốn là nói ra một cái đáp án khác. Đấy, thì khi nào vào cái câu hỏi lựa chọn này, cô sẽ phân tích rất là kỹ cho em nhá. Thì câu trả lời là gì? I have the steak, tức là tôi thích ăn làm sao? Thịt bò. Đấy. Ở đây gọi là meat tết. Hoặc là ví dụ như mình có thể nói là do you like cream of coffee? Do you like cream? Đúng không? Or coffee. Tức là bạn thích kem hay là cà phê? Người ta có thể nói là either is fine. Đây cũng là một cách trả lời. Cái nào cũng được. Or do you want to stay home or go out tonight? Bạn muốn ở nhà ngày hôm nay hay là đi ra ngoài xem phim? Đó. Thì bao giờ cái dấu hiệu nhận biết cũng sẽ là từ or. Cái câu này được đánh giá là một câu khó.
Vì sao lại thế? Ví dụ như cái câu 3, 4 chữ như thế này thì dễ, nhưng khi hai cái mệnh đề mà kết hợp với nhau thì rất là dài và rất là khó nghe. Cho nên câu này được đánh giá là một câu tương đối khó em ạ. Nhớ nhá, lưu ý cho cô là từ O và câu trả lời không được bắt đầu bằng yes và no. Ok, thế còn cái dạng tiếp theo ở đây cô muốn đề cập với em đó là câu hỏi đuôi. Câu hỏi đuôi tiếng Anh mình có từ tag question. Tag question. Đấy. Thế thì cái câu hỏi đuôi là như thế nào? Đó là một cái câu hỏi ngắn và được đặt ở cuối câu. Đấy. Tiếp theo nữa đó là cái gì? Phần đuôi bao gồm một trợ động từ hoặc một cái động từ khuyết thiếu cộng với một đại từ đóng vai trò là chủ ngữ. Nghe cái này thì nó hơi lằng nhằng. Bây giờ các em nhìn ví dụ là em hiểu ngay. Ví dụ như sau. So we sent the invoice from to our client, didn't we? Đấy. Câu này thì hơi dài, cô lấy cho em một câu dễ hơn nhá. Ví dụ như sau. You like cream, don't you? You like cream, don't you? Bạn thích kem đúng không? Đó, bạn do. Ví dụ you didn't, cô sẽ lấy cho em một câu phủ định. You didn't do your homework. You didn't do your homework, did you? Thế thì tất cả những cái câu này em nhận thấy nó đều được bắt đầu bằng một cái câu statement, tức là câu trần thuật, sau đó nó gắn thêm một cái đuôi này. Đấy, tương tự dưng nó gắn cái đuôi này nên mình có từ tag để cho nhỏ. Thế quay trở lại cái câu này, bạn gửi quả đơn cho khách hàng đúng không? Mình sẽ dịch là đúng không. Đấy, tại vì dưng nhỉ, bạn thích kem đúng không? Bạn không làm bài tập về nhà đúng không? Được chưa nhỉ? Thì câu trả lời sẽ là gì? Yes, today I go. Thì lưu ý cho cô, khi nào để mai câu hỏi đuôi này thì cô sẽ giảng rất là kỹ. Em muốn xử lý cái câu hỏi đuôi này như thế nào một cách nhanh chóng, và trong câu hỏi đuôi này các em có thể khai thác được những cái yếu tố gì, thì em chờ đến mai câu hỏi đuôi cô sẽ phân tích kỹ cho em nhá. Ok, cái dạng câu hỏi tiếp theo nữa đó là câu yêu cầu. Câu yêu cầu là như thế nào? Em nhìn cho cô nhá. Ví dụ như sau. Can I use the pen for a second? Cô có thể sử dụng cái bút này được không? Và câu trả lời là be my guest, có nghĩa là hãy là cái khách của tôi, tức là cứ tự nhiên đi, được chưa nhỉ? Tôi sẽ làm sao đối xử với bạn như là khách, tức là rất là trịnh trọng, nên là bạn cứ tự nhiên lấy đi. Đấy là cách thứ nhất. Hoặc mình có thể nói như sau. Would you mind turning the volume down? Would you mind turning the volume down? Bạn có thể bật nhỏ cái volume nó đi không? Được chưa? Đấy, mình có thể trả lời là gì? Sure, no problem. Kiểu như thế. Hoặc là ví dụ, could you give me a hand? Hoặc là do you want? Đúng không? Hoặc how about going out tonight? How about going out tonight? Đấy. Thì đấy là những cái câu hỏi mang tính chất gợi ý, yêu cầu. Và tiếng Anh mình có từ suggestion. Đó, suggestion tức là câu hỏi mang tính chất yêu cầu. Thì cách trả lời thường có thể là sao? Đồng ý hoặc là phản đối, đưa ra một cái lý do gì đó. Đấy. Thì cái cách đồng ý, cái cách phản đối như thế nào? Và cái bài này cô sẽ phân tích kỹ cho em nhá. Ok, chúng ta sẽ chuyển sang cũng là cái dạng câu hỏi khác, nhưng mà cái dạng cuối cùng đó là câu trần thuật. Câu trần thuật được đánh giá là câu khó nhất trong tất cả các loại. Rất may cho các em là cái tần suất gặp rất là thấp. Bởi vì sao lại như thế? Bây giờ em hãy nhìn cho cô một câu nhá. Nào, I don't know how to operate this copy machine. Tôi không biết cái cách làm như thế nào để có thể vận hành cái máy này. Khi mà cái câu trần thuật thực tế diễn ra trong cuộc sống, tại sao nó khó? Vì nó có rất nhiều cách trả lời, đúng không? Mình có thể nói là ồ, tôi cũng chẳng biết gì cả. Hoặc mình cũng có thể nói là ừ, hãy hỏi người kia đi. Đấy đó. Hoặc là mình cũng có thể nói là ơ, thế đã đọc cái hướng dẫn sử dụng chưa? Đấy, hoặc còn mình hỏi là ơ, thế bây giờ bạn đã được training chưa nhỉ? Bạn đã được đào tạo chưa nhỉ? Tức là cùng một cái câu này thì mình có 100.000 cách trả lời. Đấy, cho nên nó không có một cái form nào cả. Tất cả những dạng câu hỏi kia đều có một form nhất định. Nhưng riêng đối với câu này thì rất là khó. Câu này dành cho những bạn muốn được điểm cao trở lên. Trong cái khóa này thì chúng ta không đi quá sâu với câu này. Bởi vì mục tiêu của cái khóa này cô muốn em đạt được tối thiểu 500 điểm đã. Sau đó thì về sau khi em đạt được rồi thì em sẽ có thể học lên các khóa cao hơn. Thì chúng ta đi sâu với câu này sau. Nhưng cô vẫn sẽ giới thiệu với các em nhá. Vậy thì cùng một câu như thế này, người ta sẽ có cách trả lời gì? Đó, I will show you, tôi sẽ chỉ cho bạn, đúng không nào? À, hoặc ví dụ mình có thể nói như nào. Câu này một phần nó khó nữa bởi vì cái câu nghe nó cũng khó. Thường câu này sẽ là câu rất là dài. Các em nghe thử một câu nhé. Ví dụ cô nói như sau. The sales figure of this quarter is low. The sales figure of this quarter is low. Được chưa nhỉ? Câu này có nghĩa là gì? The sales figure of this quarter is low. Câu này có nghĩa là
gì? Có nghĩa là cái doanh số của cái quý này thì làm sao? Thì thấp. Đấy, thì mình có thể giảm trả lời rất là nhiều. Ồ là bởi vì có thể là sao ngân sách giảm này. Ồ có thể là thời điểm này không phải là thời điểm tốt của năm này. Hoặc là ồ cái sản phẩm mới không hấp dẫn. Rất nhiều thứ để có thể trả lời cho một câu như thế này. Đó, cho nên câu chuẩn thuật được đánh giá mức độ khó và lý là 80%. Đó nhá. Thì như vậy cô cũng đã đi cho các em các cái dạng câu hỏi rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần thứ ba rất là quan trọng, đó là cái chiến lược làm bài phần part 2 này như thế nào. Ok, thế cái chiến lược part 2 như thế này là có những cái chiến lược như thế nào? Vậy thì cái đầu tiên khi vào chiến lược chúng ta phải xác định được những cái yếu tố khiến cho tại sao cái part 2 chúng ta hay bị nhiễu. Đó. Thế cái yếu tố đầu tiên nó được gọi là phát sinh hay được gọi là từ phái sinh. Từ phái sinh là như thế nào? Ví dụ cô có từ meet, đây là động từ gặp. Thì chúng ta sẽ có danh từ là meeting, tức là gì? Buổi gặp. Vậy thì chúng ta nhận thấy gốc của vấn đề là từ meet, và meeting đây là phái sinh ra. Hoặc ví dụ cô có từ sau, ví dụ từ khởi hành, xuất phát, mình có từ depart. Đó. Ví dụ câu hỏi mình có từ depart, và trong câu trả lời chúng ta cũng xuất phát danh từ là từ departure. Đó. Hoặc là đôi khi mình có từ đỗ xe, mình có từ park. Nhưng mà cái từ parking thì lại có nghĩa là gì? Cái từ park này động từ là đỗ xe, còn parking có nghĩa là chỗ đỗ xe. Đấy thì được gọi là yếu tố đầu tiên là yếu tố phái sinh. Yếu tố thứ hai nữa là phát âm tương tự. Phát âm tương tự, ví dụ em nhìn cô từ này và cái từ này. Cái từ này đọc là plane, đúng không nào? Plane. Đó. Còn cái này mình đọc là plane. Đó. Đấy là hai cái từ gọi là đồng phát âm gần như tương tự nhau. Hoặc ví dụ như mình ở trên mình có từ coffee, ở dưới mình có từ copy. Hai cái này phát âm gần giống hệt như nhau. Đó. Được chưa nhỉ? Chỉ khác nhau một tí về cái gì? Về cái âm F và âm P thôi. Hoặc là ví dụ như cô có thể có từ là gì? Contract. Ở dưới cô có từ contact. Hai cái từ này khác nhau đúng một chữ rồi. Contract và contact. Đấy, thì đấy là cái gọi là phát âm tương tự như nhau. Những cái này thì gặp trong cái part 1 thì nó không quá nhiều, nhưng trong part 2 cực kỳ nhiều luôn, cho nên cực kỳ lưu ý cho cô như cái này. Cô sẽ có một cái chuyên đề riêng để dạy em về các vấn đề này nhá. Nhưng em xác định cho cô hai đầu tiên, phái sinh hoặc phát sinh, phát âm tương tự. Thì vấn đề thứ ba là cái gì? Nào, cái dạng thứ ba đó là đồng âm khác nghĩa. Sợ nhất là cái đồng âm khác nghĩa này, bởi vì trong tiếng Việt của mình cũng có đồng âm khác nghĩa, và tiếng Việt của mình cũng đã rất là phức tạp rồi, đúng không? Ví dụ con ngựa đá nghe đã rất là mệt rồi. Đấy. Thì tiếng Việt đã mệt như thế, do đấy là ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta đã thấy mệt rồi, đúng không nào? Thì trong tiếng Anh nó còn mệt hơn. Đấy. Các em thử hai cái từ này nhé. Trên nó đọc là gì? Right. Đó. Ở dưới em cũng sẽ đọc là right. Thì hai cái từ này nghĩa đọc thì giống hệt nhau nhưng nghĩa khác hẳn nhau. Cái từ thứ nhất là viết, cái từ thứ hai thì có nghĩa là gì? Bên phải hoặc là quyền, lại tùy thuộc vào dạng nghĩa của nó nữa cơ. Nếu mà danh từ của cái này thì lại có nghĩa là quyền. Quyền làm gì? Thế nhưng mà tính từ thì lại có nghĩa là đúng đắn. Đấy. Hoặc nó còn có một ý nghĩa nữa là bên phải. Đấy. Cho nên là rất là phức tạp, đúng không? Hoặc ví dụ có một từ là riding. Khi em nghe từ riding thì em sẽ nghĩ đến cái từ gì? Khi em nghe từ riding thì thường em chỉ nghĩ đến cái từ này thôi. Đó. Thế nhưng mà nó sẽ còn ra một cái từ này nữa em ạ. Có nhiều bạn thắc mắc rõ ràng cái này đọc là sinh mà cô. Đấy, thế tại sao lại đồng âm? Trong tiếng Anh Mỹ ấy, thì khi mà cái âm chi này đứng trước một nguyên âm thì chúng ta được phép đổi thành D. Cho nên cái này đọc là riding. Ở đây cũng đọc giống hệt như thế, riding. Hoặc ví dụ như cô có từ sale là danh từ bán hàng, thì cái từ chèo thuyền đọc cũng giống hệt như thế là sale. Đấy, thì cái đối tượng đồng âm khác nghĩa này cực kỳ khó và rất là phức tạp. Thì cô sẽ có một cái chuyên đề riêng nhá. Nào, bây giờ em hãy thử sức với cả ba cái câu này nhá. Và cô sẽ cho em nghe một câu và ba câu trả lời, và sau đó cô sẽ phân tích cho em xem là tại sao lại em đi nhầm. Thì các em hãy cùng nhau nghe với cô. Bắt đầu. Which firm will we hire to collect the data? A. Our usual contractor. B. They have a very large collection. C. He works in the farm. Ok, nào bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi chữa nhá. Em hãy nghe lại cho cô câu đầu tiên nào. Which firm will we hire to collect the data? Thế cái câu đầu tiên em nghe thấy cái điều gì nhỉ? Em nghe thấy là gì? Which firm will we hire to collect the data? Câu này có nghĩa là gì? Cái công ty nào mà chúng ta sẽ thuê để thu thập thông tin? Các em hãy nghe cho cô câu đầu tiên nhá. Bắt đầu. Our usual contractor. Rồi. Câu này em nghe đến từ our usual contractor, tức là cái gì? Cái đối tác thường xuyên của chúng ta.
Thế bây giờ chúng ta nghe tiếp câu B này. They have a very large collection. Rồi. Câu B này em nhận thấy là cái gì? They have a very large collection. Em cứ từ từ em nghe nốt câu C rồi là cũng phân tích cho em nhé. Nào. He works in the farm. Rồi. Câu C em nghe thấy cái điều gì đây? He works in the farm. Thế thì tại sao câu này chúng ta lại sai? Người ta dựa trên một cái điều đó là với những em á, với những bạn mà thường gọi là mới bắt đầu học. Ai cũng như thế thôi, không phải riêng các em. Khi các em mới bắt đầu học thì bao giờ em cũng có một cái xu hướng là khi em nghe, em thường chọn những cái từ mà gần giống với những cái từ trên. Đấy, bởi vì đấy là một cái bản năng của em. Khi em nghe em chưa rõ ra từ thì ví dụ ở trong trường hợp này tôi sẽ gợi ý cho em. Ở trên trong trường hợp này chúng ta có từ collect và dưới có từ collection. Đó, được chưa? Đây được gọi là phái sinh. Và cái thứ hai trong trường hợp này mình có từ form. Và chúng ta lại nghe từ form đó. Thì khi mà chúng ta nghe chúng ta không hiểu rõ được câu thì chúng ta nghe thì từ này thì chỉ nhớ chúng ta gợi nhớ lại thì lập tức chúng ta sẽ chọn. Nếu như bạn nào cho đáp án B và đáp án C thì đấy là em đã bị lừa rồi nhá. Thì đấy là ba yếu tố đầu tiên của nó với các em. Và đương nhiên cái câu này đáp án đúng phải là đáp án gì? A, những cái người làm sao đối tác thường xuyên của chúng ta. Nó gốc từ từ contract, tức là cái hợp đồng, với contractor tức là cái người đã ký hợp đồng của chúng ta rồi. Đấy, thì đấy là ba yếu tố đầu tiên các em nhé. Ok, có những yếu tố gì khiến cho các em làm bị rối trí nữa? Cái tiếp theo nữa đó là từ đồng nghĩa. Như thế nào được gọi là từ đồng nghĩa? Các em hãy nhìn cho cô trên bảng. Đó là từ factory hoặc plant. Đấy. Factory thì có nghĩa là gì? Nhà máy. Plant có nghĩa là gì? Cũng có nghĩa là nhà máy. Cái từ này là một từ mà cô đã giới thiệu rất là kỹ trong phần part 1 rồi. Cái từ này danh từ thì mình có hiểu nó là gì? Là cái cây. Đấy, để cho nhỉ. Nhưng mà chúng ta mang một ý nghĩa rất lớn nữa, đó chính là bằng từ nhà máy. Đó. Hoặc đôi khi chúng ta có thể nghe từ free. Nhưng trong bài chúng ta không sử dụng từ free mà chúng ta sử dụng từ complementary. Thì em nhớ cho cô cái từ free đây chính bằng từ complementary. Đây cũng là một cái trường hợp rất là đáng sợ. Đấy, bởi vì nó liên quan đến vốn từ vựng. Hoặc ví dụ như em có thể có từ start, có nghĩa là gì? Là bắt đầu. Nhưng đôi khi người ta có thể sử dụng từ commence. Đó. Cái từ này cũng có nghĩa là bắt đầu. Hoặc đôi khi người ta sử dụng từ đơn giản hơn, ví dụ get to work. Get to work. Đó. Đôi khi người ta có thể thay từ get bằng từ trouble. Thì đấy được gọi là từ đồng nghĩa. Được chưa nhỉ? Từ đồng nghĩa cũng là một phần rất là đáng sợ. Được chưa? Cái phần thứ năm nữa đó chính là từ nhiều nghĩa. Từ nhiều nghĩa thì là như thế nào? Em nhìn cho cô 2 trên 3. Cô đã phân tích rất là nhiều của các em từ nãy giờ rồi, kể cả cái từ plant này, đúng không nào? Và cái từ tiếp theo là từ book. Danh từ thì là quyển sách, còn động từ thì nghĩa là gì? Là đặt chỗ. Đó. Có những từ nào giống như thế được không? Nhiều lắm, rất nhiều. Ví dụ như mình có từ sink. Cái từ này danh từ thì có nghĩa là cái bồn rửa, nhưng mà động từ thì lại có nghĩa là chìm, chìm nghỉm. Đấy. Hoặc là cái từ gì nữa, mình có thể có từ những từ đơn giản hơn, ví dụ từ water, đúng không nào? Danh từ thì là nước, còn động từ thì lại có nghĩa là tưới nước. Đấy, nhiều lắm, nhiều những cái từ như thế này rất là hay gặp trong bài thi TOEIC, được chưa nhỉ? Đó, thì đấy là năm cái yếu tố khiến cho em cảm thấy bị rối trí. Bây giờ em hãy thử cho cô thêm một cái ví dụ nữa để cảm nhận được cái độ khó của part 2 này nhá. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nghe và em xem là người ta lừa em như thế nào. Để em nghe cho cô đúng một câu hỏi và ba câu trả lời. Và em hãy thử chọn cái đáp án đúng theo cái khả năng của em nhá. Ok. What time will the boss visit the plant? A. He is watering outside. B. He will be at the factory around 2 p.m. C. The plants are being cut. Ok, nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào chữa nhé. Em hãy nghe lại cho cô câu hỏi nào, bắt đầu. What time will the boss visit the plant? Như vậy câu hỏi em nghe được cái gì nhỉ? What time will the boss visit the plant? Khi nào mà cái ông chủ thì sẽ đến thăm cái plant? Vậy thì cái plant ở trong trường hợp này chúng ta phải hiểu là cái gì? Thứ nhất, ở trong trường hợp này có từ the. Vậy thì đây phải đóng vai trò là một danh từ. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai có liên quan đến boss, tức là ông chủ. Vậy thì cái từ plant này em không thể nào hiểu là cái cây được. Em không thể nào dịch là mấy giờ mà boss sẽ đến thăm cái cây, đúng không? Vậy phải là mấy giờ ông chủ phải đến thăm gì? Nhà máy. Vậy cái đối tượng ở đây em hiểu cái từ này có nghĩa là nhà máy. Bây giờ em nghe cho cô đáp án đây nhá. He is watering outside. Rồi. Như vậy câu em nghe được gì? He's watering outside. Đó. Nếu như bạn nào chọn đáp án đây, tức là em đã bị lừa. Bởi vì sao? Thứ nhất, với những bạn mới bắt đầu, thường bao giờ các em cũng nghe được từ đầu tiên và từ cuối cùng. Còn cái đoạn ở giữa là em quên mất.
Vậy thì em nghe thấy ở đây có từ branch, tức là cái cây. Mà ở đây em nghe từ water, tức là từ nước, thì em sẽ có khả năng chọn ngay. Vì em nghĩ là cây với nước chắc liên quan đến nhau. Đấy, thì đấy là cái yếu tố đầu tiên người ta lừa em. Tức là có liên quan một chút về nghĩa. Đó, chúng ta nghe tiếp cho cô Bi nhá. He will be at the factory around 2 p.m. Rồi. Cô Bi em nghe thấy gì? He will be at the factory around 2 p.m. Anh ta sẽ có mặt ở tại nhà máy khoảng 2 giờ. Vậy câu này em nghe thấy cái thứ nhất là what time, là thời gian. Ở đây có đối tượng là 2 giờ, hoàn toàn hợp lý. Cái thứ hai ở đây người ta không nhắc lại từ plan hoặc plan tùy từng cách đọc, mà người ta sử dụng từ đồng nghĩa ở đây là với từ factory. Đó, cho nên câu này có khả năng là đúng. Em nghe tiếp cho cô C nhé. The plants are being cut. Rồi. Như vậy câu C em nghe để gì? The plants are being cut. Như vậy ở trên này nói đến từ plants, ở dưới nhắc đến từ plants. Nhưng câu này từ plants ở đây không phải mang ý nghĩa là nhà máy. Vì sao? Nhà máy em không thể nào em cắt được cái nhà máy mà phải là cây đang được cắt tỉa, đúng không nào? Vậy các cái cây đang được cắt tỉa thì câu này ở đây thứ nhất vừa là đồng âm vừa là khác từ loại. Đó, thì câu này chúng ta cũng sẽ làm sao? Sai. Nếu câu này em chọn hoặc đáp án A hoặc đáp án C, tức là em đã rơi ngọt ngào vào cái bẫy của người ta rồi. Còn nếu em chọn đáp án B là ok, em đã vượt qua được cái điều này rồi nhá. Đương nhiên các em mới học cái chuyện đúng sai chưa quá quan trọng, nên chúng ta đi giải quyết ở đây này nhá. Ok, như vậy là chúng ta đã xong được cái phần đầu tiên, đó chính là ra được các cái vấn đề khiến cho chúng ta cảm thấy bị rối loạn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là cái gì? Có cái các cái từ mà có cái cách phát âm mà gần giống nhau. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái bài này như sau. Thứ nhất em nghe cho cô cái cặp âm. Cái cặp âm. Sau khi em nghe cặp âm xong, em nghe cho cô là một cái câu. Đấy, sẽ có một cái câu. Em nghe xong em viết cho cô cái câu này ra. Đấy, để sau đó thì cô sẽ cùng chữa với em nhá. Bây giờ em hãy nghe cho cô cái cặp âm đầu tiên. Bắt đầu. Road. Load. Much traffic on the road. Load the baggage into a plane. Ok, nào bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần chữa rồi chúng ta ra kết luận nhá. Như vậy cái cặp âm đầu tiên cũng giống như cái câu đầu tiên thì em nghe được cái gì? Như vậy em nghe lại cho cô cái câu này. Much traffic on the road. Rồi, như vậy câu này em nghe này, much traffic on the road. Ở đây chúng ta có một đáp án chính là từ road, đúng không nhỉ? Trên đường, thì đấy là cái câu thứ nhất. Thế câu thứ hai, em hãy nghe cho cô câu này nào. Load the baggage into a plane. Rồi. Như vậy em nghe được từ gì ở đây? Mình có từ load the baggage into a plane. Đó. Vậy thì hai cái cặp đối tượng ở đây cô muốn thể hiện với em đó chính là cặp road và cặp load. Cái từ road này có nghĩa là đường, còn từ load này có nghĩa là sao? Chất lên, tải lên, thì đấy là cặp đầu tiên nhá. Nếu mà em đúng được hai từ rất là tốt, còn nếu em sai thì xem lại cho cô. Nào bây giờ em tiếp tục nghe cho cô cặp âm thứ hai cũng như cả một câu, sau đó em chép ra rồi chúng ta chữa. Bắt đầu. Pass. Path. Wait for the train to pass. Walk along the path. Ok, như vậy em nghe được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ sang phần chữa bài nhá. Em nhìn cho cô này, wait for the train to. Vậy thì em nghe được cái gì ở đây? Em nghe lại cho cô câu này xong chúng ta đi lại đáp án nhé. Bắt đầu. Wait for the train to pass. Rồi, như vậy em nghe được ở đây là wait for the train to pass. Đó. Thế còn cái thứ hai em nghe lại cho cô nào. Walk along the path. Rồi. Như vậy em nghe thấy là walking along the path. Vậy thì cái cặp từ ở đây chính là từ past và từ path. Cái từ past này là động từ. Đấy, động từ này có thể đứng một mình hoặc đi kèm với một giới từ. Còn từ path này có nghĩa là gì? Là lối mòn, lối đi. Thì đấy là cặp đầu tiên. Các em nói lại mấy câu nhá. Cái từ này mình đọc là road. Cái này mình đọc là load. Và cái này mình đọc là past. Còn cái này mình đọc là path. Đấy, thì đấy là hai cặp, tức là bốn từ. Nào, chúng ta sẽ chuyển sang cặp số 3 nhé. Bắt đầu. Price. Price. House prices in this area. Award various prizes. Ok, nào, thế bây giờ chúng ta nhìn cho cô tranh đầu tiên. House chấm chấm in this area, đúng không? Thế bây giờ chúng ta hãy nghe lại cho cô một lần, cho nó cô chữa nhé. House prices in this area. Rồi, như vậy em nghe được gì nhỉ? House prices in this area, đúng không? Tức là cái giá nhà ở trong cái khu vực này. Thế còn tranh thứ hai, award various, thì em nghe lại cho cô nào. Award various prizes. Rồi, ở đây mình có từ prize, đúng không nhỉ? Cô nghĩ là một cái từ này cũng là cái từ mà khiến cho các em cảm thấy bị bối rối và phân vân đấy. Vậy chúng ta hãy đi qua nhé. Cái từ này mình đọc là prize, đúng không nhỉ? Kết thúc là đuôi CE thì chúng ta sẽ bật cho cô là âm S. Còn cái từ này mình đọc là prize, đúng không? Kết thúc là bình thường là âm Z. Hai cái này nhìn giống hệt nhau, chỉ khác duy nhất một nhau về âm đuôi. Prize
prize. Cái từ prize này có nghĩa là giá, còn prize có nghĩa là giải thưởng, đúng không nào? Nếu mà em đúng hết thì xin chúc mừng, rất là tuyệt vời, đúng không? Còn nếu sai thì nhớ ghi lại và ôn lại cho cô nhá. Thì đấy là cặp thứ 3, còn cặp số 4 nào? File, pile, create a new file, a pile of magazines. Rồi. Thế thì em đã nghe được chưa? Vậy chúng ta sẽ đi chữa bài nhá. Nghe lại cho cô nào. Create a new. Nào, nghe lại cho cô nhá. Create a new file. Rồi. Như vậy em nghe thấy create a new file, đúng không nào? Thế còn cái từ này gì? A chấm chấm of magazine, đúng không? Thế thì a gì đây? Cùng nhau nghe nào. A pile of magazines. Rồi. Như vậy em nghe thấy từ ở đây có từ pile, đúng không nhỉ? Thế thì hai cái từ này khác nhau ở cái điểm gì? Hai cái này được khác nhau ở cái phần phụ âm. Cái này đọc là âm F, còn cái này âm P, còn lại giống hệt nhau file, pile, để cho nhờ. Danh từ thì có nghĩa là tập hoặc là tệp. Còn động từ thì có nghĩa là sắp xếp phân loại. Đó. Còn cái từ pile này thì chúng ta cũng học tương đối ở trong part 1 rồi. Pile này nếu mà danh từ thì có nghĩa là gì? Đống. Còn động từ thì có nghĩa là gì? Xếp chồng lên. Xếp chồng lên. Đó. Được chưa nhỉ? Ôn lại với nhau nhé. Từ này mình đọc là price, từ này mình đọc là price, cái này mình đọc là file, cái này mình đọc là pile. Đó. Ở đây có từ là award, various award có nghĩa là phần thưởng. Thì đấy là cái cặp tiếp theo. Hai cặp tiếp theo. Như vậy là chúng ta đã có 8 từ rồi. Nào thì chúng ta thử sức sang cặp số 3 các em nhé. Bắt đầu. Write, ride, write a book, ride a bicycle. Ok, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi sữa nhá. Các em hãy nghe lại cho cô nào. Write a book. Ok, như vậy em nghe được từ gì nhỉ? Em nghe được từ write a book, đúng không nào? Thế còn tranh này chấm chấm a bicycle thì chúng ta nghe được cái gì nào? Write a bicycle. Rồi, em nghe thấy ở đây có từ write bicycle, đúng không nào? Thế thì ở đây cái cặp chúng ta xử lý đó chính là hai cặp gần như là đồng âm. Đó, từ write và từ write. Cái từ này khi thêm in thì giống hệt nhau đấy mà. Lưu ý cho cô nhá. Khi cái từ write này và khi thêm in thì cái trước chữ T này này là nguyên âm, thế cho nên chúng ta T sẽ đổi thành đi, cho nên khi sang in chúng đọc là riding, nó giống hệt như từ này, không thể nào mà phân biệt về âm được, chúng ta phải phân biệt về ngữ cảnh thôi. Tuy nhiên nguyên thể thì chúng ta vẫn có thể phân biệt được. Cái âm cuối ở đây là T, còn âm cuối ở đây là D, cho nên từ này mình đọc là right, còn cái đây đọc là right. Đó. Thế còn cái cặp tiếp theo nào, hãy nghe cho cô nhé. Grass, glass. A girl lying on the grass, drink a glass of milk. Rồi, các em ra được đáp án chưa? Hãy cùng nhau chữa bài. Trong trường này, a girl lying on the... Nào, nghe cho cô xem lại xem từ gì đây. A girl lying on the grass. Rồi, như vậy em nghe đấy là lying on the grass. Thế còn cái từ này thì sao? Drink a... chấm chấm a milk. Hãy nghe lại nhé. Drink a glass of milk. Rồi, như vậy em nghe thấy drink a glass of milk. Có rất nhiều bạn đã nói với cô là cô em không thể nào phân biệt được hai cái từ này, nghe không thể nào mà phân biệt được. Bởi vì sao? Bởi vì hai từ này chỉ khác nhau hai cái âm này thôi. Girl, o và l, glass, glass. Đó. Thực ra hai cái từ này khẩu hình mồm nó còn hơi cái glass, glass. Đó. Và đọc nó khá là nhanh. Cho nên hai từ này thật sự là khó. Glass, glass. Khác nhau giữa âm R và âm L nhá. Nào ôn lại với cô nào. Cái này mình đọc là write. Và cái này là write. Ở đây có cụm là write a book. Và đây mình cụm là write a bicycle. Tiếp, ở đây mình có từ on the grass, lying on the grass và a glass of milk. Nếu mà đọc nhanh lên thì khá là khó nghe đó nha. Glass, glass. Như vậy chúng ta đã có là 12 từ rồi. Nào chúng ta sẽ thử sức với hai cặp tiếp theo nhá. Close, clothes. Close the car door. Put on clean clothes. Ok, thế bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi chữa. Các em hãy nghe lại cho cô cặp đầu tiên nào. Bắt đầu. Close the car door. Rồi, ở đây em nghe từ close the door, đóng cửa, đúng không? Thế còn cái từ này thì sao? Put on a clean, nghe lại cho cô nào. Put on clean clothes. Rồi, em nghe từ close, đúng không nhỉ? Như vậy ở đây có hai từ, một từ là close, hai là close, được chưa? Cái này thứ nhất là động từ, có nghĩa là đóng. Đấy. Tuy nhiên, nó có một ý nghĩa nữa là gần. Và TOEIC người ta sử dụng triệt để cả hai cái nghĩa này. Còn từ close để cho nhỏ chỉ đơn giản, đơn thuần là quần áo thôi. Đặc biệt lưu ý cho cô như này. Ví dụ như sau. Why does the store close? Tại sao một cửa hàng lại đóng cửa? Thì nó nói là it is close thì lại có nghĩa là nó gần ở đây. Nó khai thác rất là kỹ hai cái nghĩa này. Thì lưu ý cho cô nhé. Nào, thế còn sang cái cặp thứ hai. Hãy cùng nhau nghe lại với cô nhé. Letter, ladder. Send a letter to his parents. Climb the ladder. Rồi,
Nào em nghe thấy chưa? Send a chấm chấm to his parents đúng không nào? Thế nghĩa send a cái gì? Nghe lại. Send a letter to his parents. Rồi. Như vậy em nghe thấy send a letter đúng không nào? Thế còn trong tranh này thì sao? Climb the cái gì đây? Hãy nghe lại cho cô. Climb the ladder. Rồi. Em nghe thấy cũng là ladder. Vậy thì nó khác nhau ở cái điểm gì? Nào, cái đầu tiên nó là khác nhau giữa âm. Bản chất cái âm này, âm e và âm a, nó đã hơi bị nhầm giống nhau rồi. Ví dụ như từ men và man, nó men, man, nó thì hai cái từ đấy đã là bị nhầm với nhau rồi. Hoặc là ví dụ như cô có từ đấy, cái từ này mình đọc là gì nhỉ? Cặp này nó đã khó rồi. Bat và bat. Đó. Cái này cái âm A thì khẩu hình mồm nó to hơn. Bat, bat. Được chưa? Man, man. Đó. Thì bản thân đầu tiên nó đã khúc, nó đã khó. Ngoài ra có một điều khó hơn nữa. Nếu mà tiếng Anh ấy, thì em không bị nhầm đâu. Người ta đọc rất rõ là letter. Letter. Đấy. Thế nhưng mà tiếng Anh Mỹ ấy, thì đứng ở trước nó vẫn có một nguyên âm, cho nên nó sẽ đổi T thành D cho em. Cho nên cái từ này mình đọc là letter, letter. Còn cái từ này mình đọc là ladder, ladder. Nó khó không nhỉ? Letter, được chưa? Letter và ladder. Một cái là bức thư và một cái là cái gì? Cái thang, được chưa nhỉ? Trong trường hợp này rất là khó để cho em có thể phân biệt được, đặc biệt là với những bạn mất gốc. Chúng ta chỉ có thể sử dụng vào ngữ cảnh mà thôi. Ví dụ ở đây send chứ em không để em gửi một cái thang được, bắt buộc em phải gửi một bức thư, đúng không nào? Tương tự như thế, khi đã có từ climb là leo thì em cũng phải leo thang chứ em không leo thư. Ngoài ra có từ climb này cũng là một từ khá hay. Cái từ climb này thì lưu ý cho cô, khi người ta viết như thế này thì chúng ta không đọc là climb mà phải đọc cho cô là climb. Cái thứ hai nữa là cái âm B này chúng ta bị câm. Cho nên âm B câm thì chúng ta chỉ còn âm M thôi, cho nên chúng ta đọc là climb. Đó, nhá. Ôn lại cho cô nào. Cái từ này đọc là close và cái này đọc là close. Được chưa nhỉ? Tiếp, letter và ladder. Đấy, thì đấy là cặp này khó đấy. Lưu ý lưu lại cho cô vào vở để học nhá. Ok, thử sức cho cô với hai cái cặp nữa nhá. Bắt đầu. Walk, work, walk to the park. Work part time. Nào chúng ta sẽ sang cho cô cái cặp đầu tiên nhá. Như vậy em nghe lại cho cô chấm chấm to the park. Nghe lại cho cô nào. Walk to the park. Rồi. Như vậy câu này em nghe từ walk to the park. Thế còn ở trong trường hợp này em nghe sau part time. Nghe lại cho cô nhá. Work part time. Ok. Như vậy em nghe từ walk. Đó. Thế thì ở đây chúng ta có cặp này. Những bạn nào mà mới học số thì cực kỳ sợ hai cặp này, đặc biệt trong phần part one. Ở đây mình có từ gì? Walk. Đó, và walk. Cái hai cái âm này nhé, nó không hề chứa chữ L, được chưa nhỉ? Và một cái là O, một cái là R. Cho nên cái này mình sẽ đọc là walk và walk. Đấy, một cái đi bộ và một cái là công việc. Walk to the park và walk part time. Nào, thế thì đấy là cái cặp đầu tiên. Thế còn cặp thứ hai là chúng ta nghe cho cô nào. Read, lead, read the local paper, lead a discussion. Đó. Em nghe được chưa? Bây giờ chúng ta chữa nhá. Em nhìn lại cho cô là chấm chấm chấm. The local paper, đúng không nào? Local paper tức là cái gì đây? Cái tờ báo địa phương. Vậy thì em nghe cho cô xem ở đây chúng ta có đối tượng gì? Read the local paper. Đó, em nghe được đây mình có từ read, đúng không nào? Đối cặp thứ hai, em nghe lại cho cô chấm chấm chấm. A discussion, nghe lại cho cô nhá. Lead a discussion. Rồi, ở đây em nghe thì từ lead, đúng không nào? Vậy thì ở đây chúng ta có cặp là read và lead. Read có nghĩa là đọc, còn lead có nghĩa là dẫn dắt. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta ôn lại nhé. Cái âm này đọc là O, cho nên mình đọc là walk. Cái này là âm R, cho nên mình đọc là walk. Cho nên cái này đọc là walk to the park và walk part time. Tiếp theo như thế mình đọc là read. Ở đây mình có cụm là read the local paper và lead. Ở đây mình có từ lead a discussion. Read thì có nghĩa là đọc, còn lead thì có nghĩa là dẫn dắt. Đấy, vậy chúng ta sẽ sang cho cô hai cái cặp cuối cùng nhá. Live, leave, live in the country, leave for Tokyo. Rồi, thế bây giờ chúng ta chuyển cho cô sang cái tranh đầu tiên. Em hãy nghe lại cho cô là in the country. Live in the country. Đó, em nghe thấy ở đây mình có từ live in the country, đúng không? Tiếp theo là for Tokyo, chúng ta nghe nào. Leave for Tokyo. Rồi, ở đây mình có từ leave. Vậy thì ở đây chúng ta có hai cặp cực kỳ khó, thật sự rất khó đối với những bạn mới học, được chưa? Ở đây mình có từ i và e, cho nên cái này mình đọc là live,
và leave để chơi nhỏ. Em nhìn sẽ cô cái y ngắn thì khẩu hình mồm không thay đổi, gần như là hơi cười một chút thôi, hai răng khép vào nhau, it, leave. Và cái này là cười một chút, y, cho nên đọc là leave để chơi nhỏ. Thì đây có cụm live in the country, tức là sống ở đồng quê. Còn ở đây từ live for, lấy cho cô live thì có nghĩa là rời đi, nhưng khi live mà đi về for thì có nghĩa là bằng từ gì? Arrive, đến. Đó, được chưa? Leave for Tokyo bằng arrive Tokyo. Và tiếp theo nữa, chúng ta nhìn cho cô cái cặp nào, chấm chấm, see a movie. Hãy nghe cho cô nào. Want to see a movie. I won't visit them. Rồi, như vậy ở đây em nghe được cái gì đấy? Oh, want to see a movie. Thế còn cái tranh này thì sao? Chấm chấm chấm, visit them. Bắt đầu nhá. I won't visit them. Rồi, em nghe được từ I won't visit them. Vậy thì cặp ở đây chính là cặp want và cặp won't. Cái âm này là âm O rất là ngắn, want. Còn cái này là want. Thì sau khi mà dạy cho ích xong á, thì cô có rất phát hiện ra một điều là đặc biệt với những bạn mất gốc á, những cái nghe phủ định của em rất là khó. Tức là gần như là ví dụ như các bạn ấy nghe, khi mà em nghe được câu khẳng định thì em nghe được ngay, nhưng cứ dính vào câu phủ định thì hầu như là em không thể nghe được. Ví dụ em nghe được will nhưng nghe được won't thì rất là khó, được chưa? Hoặc là em nghe được do, did, does nhưng khi em nghe didn't hoặc doesn't thì sẽ không nghe được. Đó. Thế cho nên ở đây cái từ want này cũng lưu ý cho cô, nó không những khác nhau về cái mặt gọi là gần giống nhau, nhưng nó còn khác nhau về mặt nghĩa nữa. Đấy, nên những cái phủ định này phải tương đối chịu khó nghe nhá. Bởi vì sao? Bởi vì trong phần part 3 ấy, thì cái phần phủ định thì nó cũng tương đối quan trọng, đặc biệt là liên quan đến câu hỏi. Ok, nào thì chúng ta chốt lại bài ngày hôm nay, đó là về các cái dạng direct question. Ôm chúng ta ôn lại nhá. Đấy, thì trong cái phần part 2 này chúng ta sẽ có những cái gì đây? Thứ nhất đó là các dạng câu direct question. When, well, where, what time, who, how, which, what, why. Ngoài ra chúng ta sẽ có những câu hỏi đuôi hoặc câu hỏi lựa chọn. Ngoài ra chúng ta có những câu hỏi trần thuật và câu hỏi yes, no. Đấy là các dạng câu hỏi trong phần part 2. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu và tìm hiểu từng loại câu một các em nhé.